Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Hôm nay là dịp đầu của tháng Ngâu năm 2021 này. Một cái tháng là bao giờ cũng vậy, có cái chương trình giá, chương trình khuyến mại và chương trình giảm giá rất là nhiều của tất cả những cái dòng xe. Cái tháng mà chương trình ưu đãi là sẽ luôn luôn là rất là nhiều. Vậy thì trong video này thì xin mời quý anh chị các bạn sẽ cùng với Top K đi vào một showroom của bên Kia. Mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị các bạn về chương trình khuyến mại cũng như là chương trình giảm giá của tất cả những cái dòng xe của bên nhà Kia, từ phân khúc A, phân khúc B, phân khúc C cho đến phân khúc D. Biết đâu khi mà anh chị khách hàng mà chúng ta đang có nhu cầu tìm hiểu về xe thì bên hãng thương hiệu về Kia cũng là một cái thương hiệu mà hoàn toàn anh chị cũng có thể là tin tưởng và lựa chọn. Biết đâu chúng ta sẽ có một cái dòng xe nào đó phù hợp với cái tầm tiền và mà khi anh chị chúng ta đang cân đối tài chính để có thể là đưa được ra quyết định mua xe. Từ phân khúc A, phân khúc B, phân khúc C cho đến phân khúc D thì trong video này Top KVN sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn. Mình sẽ giới thiệu đầu tiên ở phân khúc A trước, đó là dòng xe Kia Morning trước mắt các bạn đây. Mẫu Kia Morning này là phiên bản mới, mẫu model năm 2021. Thì với nếu các bạn mà quan tâm tới cái phân khúc A này là cái phân khúc thấp nhất rồi thì anh chị hoàn toàn có thể quan tâm tới ví dụ như là Hyundai Grand i10 cũng vừa rồi mới ra mắt thôi. Ngoài ra thì có thể là quan tâm tới VinFast Fairview, một cái dòng xe mà cũng đang có những cái chính sách giá cũng đang rất là tốt. Đó là những cái dòng xe hiện tại đang ở trong cái phân khúc A mà có cái sự cạnh tranh cũng rất là nhiều. Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay là VinFast Fairview, quý anh chị các bạn ạ. Với Kia Morning thì của bên nhà Kia thì hiện tại chúng ta đang được phân phối tổng cộng tới 6 phiên bản quý anh chị các bạn ạ. Trong đó thì chúng ta sẽ có 4 phiên bản của cái mẫu model cũ và 2 phiên bản của cái mẫu model mới 2021 các bạn nhé. Hiện tại thì Kia vẫn phân phối cái mẫu model cũ. Với cái mẫu cũ thì chúng ta sẽ có 4 phiên bản và mẫu mới chúng ta sẽ có 2 phiên bản. Chiếc xe màu đỏ trước mắt các bạn đây là mẫu model mới nhé. Đây là mẫu model của năm 2021 quý chị các bạn ạ. Thế còn mẫu 4 cái mẫu cũ thì sẽ có mức giá như nào thì mình sẽ cập nhật để anh chị chúng ta có thể tham khảo này. Đầu tiên là Kia Morning phiên bản số sàn theo cái mẫu model cũ với mức giá thì đang là 304 triệu đồng. Là anh chị đã có thể lấy xe về rồi quý chị các bạn ạ. Mức cạnh tranh số sàn Kia Morning vẫn có số sàn để phục vụ những anh chị khách hàng mà chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ hoặc những khách hàng mà chúng ta muốn lấy cái dòng xe hoặc là chúng ta thích đi số sàn. Trên cái phiên bản số sàn của cái mẫu cũ này thì chúng ta sẽ có Kia Morning phiên bản số tự động với mức giá nhà máy công bố với mức giá sẽ là thời điểm này sẽ là 329 triệu quý chị các bạn ạ. Nó nhỉnh hơn so với cả phiên bản số sàn khoảng tầm hơn khoảng tầm 25 triệu đó. Trên cái phiên bản số tự động bản thường thì chúng ta sẽ có số tự động bản Deluxe. Số tự động bản Deluxe của Kia Morning thì theo cái mẫu model cũ thì sẽ có mức giá thời điểm này là 349 triệu quý chị các bạn ạ. Các bạn nhớ nhé, 304 triệu là số sàn, 329 triệu là số tự động bản thường, 349 triệu là số tự động bản Deluxe. Và cuối cùng bản cao nhất của cái mẫu model cũ là bản Luxury cũng là số tự động thôi, với mức giá là 383 triệu quý chị các bạn ạ. 383 triệu là số tự động bản Luxury nhé, bản theo cái mẫu model cũ. Còn trước mắt các bạn là mẫu model mới. Thế còn mẫu model mới này là bản mẫu model của năm 2021 thì nó có tên gọi là có bao gồm hai phiên bản là bản X-Line và bản GT-Line. Thì với hai phiên bản này thì có trang thiết bị option, ngoại thất thì cũng tương tự như nhau. Nó chỉ khác biệt một vài chút ở cái đặc điểm ngoại thất thôi. Nhưng mà về cơ bản thì mức giá và mọi cái cũng như nhau thì hoàn toàn chúng ta có thể đến showroom, đến đại lý để anh chị chúng ta có thể là quan sát thì xem là lựa chọn cái phiên bản nào là hợp mắt các bạn thôi. Nó chỉ khác nhau một vài cái chi tiết ở cái phần ngoại thất thôi các bạn ạ. Với bản X-Line thì hiện tại đang có mức giá là 439 triệu. Bản GT-Line thì cũng có mức giá là 439 triệu. Thì hai phiên bản này đều có mức giá là giống y nguyên như nhau. Mức giá là 439 triệu thì nhà máy hiện tại thì đại lý đang có chính sách giảm với bản X-Line và bản GT-Line này là 10 triệu. Như vậy mức giá còn lại của hai phiên bản này là 429 triệu quý anh chị các bạn nhé. Là anh chị đã có thể lấy xe về rồi quý anh chị các bạn ạ. 429 triệu. Ở trong cái phân khúc A này thì theo đánh giá của mình, cái tầm giá mà 429 triệu thì hiện tại nó cũng đang nằm ở cái tầm gần như là cao nhất phân khúc rồi. Mình cũng chưa hiểu lắm, Kia Morning cũng không phải là một cái dòng xe mà có chương trình khuyến mại cũng không nhiều. Dường như là trong những cái thời gian gần đây Kia Morning ở cái sự cạnh tranh ở trong cái phân khúc A này cũng không đặc biệt là có cái sự cạnh tranh cao lắm, do là mình nghĩ là nguyên nhân lớn là do cái tầm giá thôi. Do cái tầm giá và cái chương trình khuyến mại thì cũng chưa đẩy mạnh nhiều với Kia Morning này. Vậy thì nếu như anh chị nào, khách hàng nào mà chúng ta vẫn yêu thích cái dòng Kia Morning này thì mình nghĩ là nó vẫn là một cái sự lựa chọn để anh chị có thể tham khảo, kể cả phiên bản mẫu cũ và phiên bản mẫu mới đối với cái dòng xe hạng A của bên nhà Kia này.
Tiếp theo thì sang cái phân khúc hạng B của bên nhà Kia mà mình giới thiệu đến quý chị các bạn. Hiện đó là chính chiếc xe Kia Soluto quý chị các bạn ạ. Với trong khuôn khúc sedan hạng B này thì Kia Soluto đang là một cái dòng xe mà đang có cái tầm tiền mà gần như là rẻ nhất ở cái phân khúc hạng B này rồi quý chị các bạn ạ. Hiện tại thì trong phân khúc sedan hạng B này cùng với cả Kia Soluto thì anh chị hoàn toàn có thể tham khảo thêm. Ví dụ như là Toyota Vios cũng đang có chương trình khuyến mại rất là nhiều, hay là Hyundai Accent cũng bắt đầu có những cái chương trình khuyến mại cũng tương đối là ok rồi. Hoặc là các bạn có thể tham khảo thêm về cái dòng ở bên Mitsubishi, chúng ta sẽ có Mitsubishi Actra. Đó là bốn cái dòng xe mà mình thấy hiện tại đang có cái sức cạnh tranh rất là nhiều. Ở bên Nissan thì vừa rồi mới về một cái dòng xe đó là Nissan Almera. Nhưng mà mình thấy cái kiểu dáng thiết kế, mình nghĩ Almera cũng chưa, có lẽ là cũng khó vào thị trường. Vì đặc biệt là cái kiểu dáng thiết kế của Nissan nó vẫn có một cái gì đấy nó rất là đặc trưng. Nó khó có cái một, nó khó đạt đến cái điểm gì gọi là điểm phổ thông, mà hoàn toàn có cái sự lựa chọn tầm điểm chung được của khách hàng. Với Kia Soluto thì hiện tại bên nhà Kia đang phân phối với mục đích là cái tầm giá cũng chỉ nhỉnh hơn những cái xe ở trong phân khúc hạng A một chút thôi. Có nghĩa là nó dưới tầm giá của hai dòng đó là Toyota Vios và Hyundai Accent quý chị các bạn nhé. Với Kia Soluto thì hiện tại bên Kia đang phân phối cho chúng ta là 4 phiên bản của Kia Soluto. Mình cập nhật đầu tiên là Kia Soluto phiên bản số sàn với mức giá là thời điểm này đang là 369 triệu các bạn ạ. Với phiên bản số sàn các bạn nhé, 369 triệu. Nếu như mà không có, nếu như mà tầm giá này của số sàn của Soluto thì bản này là bản thiếu các bạn nhé. Bản này là bản thiếu 369 triệu thì cũng rất là ổn với cái tầm giá này ở phân khúc hạng B. Tiếp theo là Kia Soluto phiên bản Deluxe cũng là số sàn. Bản sẽ là có thể coi là bản đủ của phiên bản số sàn với mức giá là 404 triệu đồng quý chị các bạn ạ. 404 triệu là bản đủ, 369 là bản thiếu. Và tiếp theo là sang Kia Soluto bản số tự động bản Deluxe với mức giá là 429 triệu quý chị các bạn ạ. 429 nhá. Và cuối cùng là Kia Soluto phiên bản số tự động bản cao nhất bản Luxury với mức giá là 469 triệu đồng. 469 triệu đồng của Kia Soluto bản số tự động bản Luxury. Với mức giá này thì đang bằng với mức giá niêm yết của chiếc xe Toyota Vios phiên bản số sàn. Nó tóm lại là Kia Soluto nó hướng đến những anh chị khách hàng ở trong cái phân khúc hạng A ấy. Ví dụ như là Kia Morning vừa rồi này, hoặc là Hyundai Grand i10 này, hoặc là một vài những cái dòng xe khác, ví dụ là VinFast Fadil bản cao nhất này, chúng ta có thể là cố lấy thêm một chút thôi, chúng ta sẽ hướng tới Kia Soluto. Hoặc là anh chị có thể là tham khảo về Mitsubishi Actra, những cái dòng xe mà chỉ nhìn giá hơn một chút so với những cái dòng xe ở trong cái phân khúc A thôi, nhưng mà các bạn đã được sở hữu cái không gian cũng tương đối là rộng rãi. Đương nhiên là cái lối thiết kế rồi là mọi yếu tố về trang bị option thì nó không thể hoàn thiện và nó không thể nuột như kiểu là Toyota Vios hay là Hyundai Accent được quý chị các bạn ạ. Nhưng nó vẫn là một chiếc xe trong phân khúc hạng B mà về cơ bản mình đánh giá là cái trong cái tầm tiền như này là cũng rất là ổn rồi với cái dòng xe Kia Soluto này. Cái phân khúc hạng C thì em giới thiệu đến quý chị các bạn đó chính là chiếc xe Kia Kia Cerato ở trong phân khúc hạng C. Mấy cái tên của bên Kia nó cũng giống kiểu như nhau nên nó hơi khó đọc một chút. Cerato thì hiện tại thì đang được phân phối với 4 phiên bản quý chị các bạn ạ. Cerato chúng ta sẽ có 4 phiên bản của cái dòng xe sedan hạng C như này. Với Cerato thì trong thời gian vừa qua thì cái số lượng khách hàng chúng ta quan tâm cũng rất là nhiều. Nguyên nhân là chương trình giảm giá của Cerato thì đang thực sự là quá là nhiều. Ở trong cái phân khúc hạng C này, khách hàng mà quan tâm tới những cái dòng xe phân khúc hạng B, ví dụ như là Kia Toyota Vios hay là Hyundai Accent thì hoàn toàn chúng ta có thể là quan tâm về hạng C là Kia Cerato một cách rất là dễ dàng thôi. Với Cerato thì em cũng cập nhật giá ngay và luôn cho những anh chị khách hàng nào chúng ta đang quan tâm. Đó là Cerato phiên bản 1.6 bản số sàn các bạn nhé. Cerato bản 1.6 số sàn thì hiện tại chúng ta đang có mức giá limit là 544 triệu. Thì theo chương trình giảm giá mới nhất của cái dòng này thì chúng ta đang được giảm là 45 triệu đồng tiền mặt các bạn ạ. Với phiên bản số sàn, như vậy mức giá của phiên bản số sàn của Cerato chỉ còn là 499 triệu với một dòng xe sedan trong phân khúc hạng C vẫn được trang bị phiên bản số sàn các bạn ạ. 499 nhá. Tiếp theo là Kia Cerato bản 1.6 bản số tự động bản Deluxe. Chúng ta sẽ có 3 phiên bản 1.6 và bản 2.0. Phiên bản 1.6 thứ hai là số tự động bản Deluxe với mức giá niêm yết là 584 triệu thì anh chị chúng ta sẽ được giảm là 55 triệu đồng tiền mặt quý anh chị các bạn ạ. Như vậy mức giá xe chỉ còn là 529 triệu với Kia Cerato bản 1.6 bản Deluxe. Tiếp theo là Kia Cerato bản Luxury. Bản Luxury thì nhà máy công bố là 639 triệu thì anh chị chúng ta được giảm trực tiếp là 60 triệu đồng tiền mặt quý anh chị các bạn ạ.
Như vậy mức giá xe chỉ còn là 579 triệu thôi. Với Cerato bản 1.6, bản Luxury. Bản 1.6, bản Luxury này thì em cũng thấy rất nhiều anh chị khách hàng chúng ta lựa chọn này. Đây là phiên bản cao nhất của phiên bản 1.6 rồi. Cái tầm tiền là 579 triệu này thì nó cũng chỉ bằng những cái dòng xe ở trong phân khúc hạng B thôi. Nó chỉ nhỉnh hơn khoảng tầm 2-30 triệu ở những chiếc xe trong phân khúc hạng B thôi. Như vậy là Cerato hoàn toàn có thể là sự lựa chọn của quý chị các bạn được. Đặc biệt đây cũng là phiên bản cao nhất các bạn nhé. Phiên bản cao nhất của cái dung tích 1.6 thì mình nghĩ là một sự lựa chọn rất là ổn. Tiếp theo là Kia Cerato bản 2.0. 2.0 thì chúng ta sẽ chỉ có một phiên bản duy nhất thôi. Với mức giá niêm yết nhà máy báo là 685 triệu. Thì với phiên bản này thì anh chị chúng ta đang được giảm trực tiếp là 65 triệu đồng tiền mặt. Đó, 65 triệu đồng tiền mặt. Như vậy mức giá chỉ còn là 620 triệu thôi quý chị các bạn ạ. Với bản 2.0 này thì chương trình giá có thể linh động được thêm quý chị các bạn nhé. Kể cả bản 1.6, chương trình giá vẫn có thể linh động được thêm. Vì là chương trình giá đợt này cũng đang nằm trong cái chương trình của tháng Ngâu. Ngoài ra thì cũng đang nằm trong cái chương trình mà cũng đang đợt giãn cách xã hội. Cho nên cái việc phân bố xe là cũng đang bị chậm. Cho nên là hoàn toàn chính sách giá về Kia Cerato, mình xin nhắc lại với quý chị khách hàng chúng ta đang quan tâm về cái dòng xe này, thì anh chị hoàn toàn chúng ta có thể là được linh động thêm về giá và chương trình khuyến mại và chương trình quà tặng quý chị các bạn ạ. Với Kia Cerato, quý chị các bạn nhé. Trên đó là về dòng xe Kia Cerato rồi. Tiếp theo thì em sẽ sang cập nhật cho các bạn về cái dòng xe thứ 3 của bên nhà Kia. Dòng xe thứ 3 này mà mình cập nhật cho quý chị các bạn đó chính là về chiếc xe Kia Seltos. Cái dòng crossover trong phân khúc hạng B của bên nhà Kia thì hoàn toàn anh chị có thể quan tâm tới. Ví dụ như là Hyundai Kona hay là Toyota Corolla Cross. Đó là dòng xe ở trong cái phân khúc hạng B và nhỉnh phân khúc hạng B một chút. Với dòng Kia Seltos này hiện tại thì về cơ bản chính sách giá thì em cũng nói luôn là hiện tại theo mình được nhận được thông tin thì bên Kia đang không có chương trình khuyến mại gì về cho Kia Seltos này. Mà hoàn toàn anh chị chúng ta muốn lấy cái dòng xe này thì hoàn toàn anh chị chúng ta phải ký chờ. Và các bạn phải có cái lịch nhận xe, đó hoàn toàn là chúng ta phải ký chờ và có lịch nhận xe. Cụ thể thì bằng cách là các bạn hãy cứ liên hệ trực tiếp với cả bên số hotline ngay bên dưới góc trái màn hình này để có thể nhận được cái lịch giao xe một cách chuẩn xác nhất. Mình cũng thấy hơi lạ một chút với Kia Seltos. Đây là một dòng xe thực sự hiện tại trên thị trường giữ vững được cái mức giá theo nhà máy công bố từ thời điểm đầu đến bây giờ, kể cả trong Ngâu, kể cả giãn cách thì giá vẫn như vậy với Kia Seltos. Với Kia Seltos thì hiện tại các bạn đang được phân phối với 3 phiên bản nhé. Dung tích là 1.4. Đầu tiên mình sẽ cập nhật là 1.4 bản Deluxe thì thèm với mức giá đang là 609 triệu là giá xe. Đó. Thứ hai là Kia Seltos bản Luxury với mức giá là 659 triệu. Và thứ ba là Kia Seltos bản Premium với mức giá là 729 triệu đồng. Đó, các bạn nhìn này, cái kiểu dáng thiết kế của Kia Seltos mình nghĩ cũng rất là ổn. Nguyên nhân là vì nó quá hot trên thị trường hiện nay. Kiểu dáng thiết kế về mặt ngoại thất thì nó rất ưa mắt với những cái khách hàng mà chúng ta lựa chọn về những cái dòng xe này. Các bạn bao giờ cũng để ý đúng không? Nhìn cũng tương đối là hầm hố, thể thao, trẻ trung. Mà cái kiểu dáng ngoại thất thì rất là ổn. Nhưng mình nghĩ là các bạn cũng nên, chúng ta nên đi lái thử khi mà các bạn lựa chọn về xe. Đặc biệt là những cái dòng xe mà hiện tại thì đang chưa có chương trình khuyến mại như này thì mình khuyên các bạn hãy cứ thử lái thử đi. Kể cả về Hyundai Kona các bạn hãy so sánh đi, thì các bạn có thể biết được trong cái phân khúc này các bạn sẽ thích lái cái dòng xe nào. Còn Kia Seltos thì mình biết là nó cũng rất là bắt mắt, kiểu dáng thiết kế cũng rất là góc cạnh, thể thao, trẻ trung, hợp với cả đa số người dùng hiện tại, đúng không ạ? Cái tầm tiền thì mình nghĩ là nếu như mà hiện tại so trong phân khúc crossover cấp B thì Kia Seltos không phải là rẻ quý anh chị các bạn ạ, không phải rẻ đâu. Những cái dòng xe khác vì nó đang có chương trình khuyến mại rất là nhiều nên các bạn cũng nên để ý sang cái dòng xe khác. Các bạn ngoài mức giá mà nhà máy công bố, các bạn phải hỏi là chương trình khuyến mại của các thương hiệu khác ấy nó có giảm giá như nào hay không, thì các bạn sẽ đưa được ra quyết định lấy xe nó hợp lý nhất trong cái tầm tiền mà anh chị chúng ta bỏ ra để lựa chọn về cái dòng xe cho chính mình quý anh chị các bạn nhé. Trên đó là về dòng xe Kia Seltos rồi. Thì tiếp theo thì em sang cái dòng xe tiếp theo của bên nhà Kia, một cái dòng xe trong cái phân khúc hạng D. Dòng xe phân khúc hạng D đó là dòng xe Kia Sorento. Sorento là một dòng xe hiện tại mà hiện tại cũng đang có cái doanh số cũng rất là ổn và đang cạnh tranh với cả Hyundai Santa Fe, đang cạnh tranh với cả Fortuner hay là Mitsubishi Pajero Sport. Với Sorento này hiện tại đang có chương trình khuyến mại cũng đang tăng cường thêm và mức chương trình khuyến mại cũng rất là ổn. Hiện tại với cái dòng Sorento này chúng ta đang được phân phối tổng cộng tới 8 phiên bản cơ quý anh chị các bạn ạ.
8 phiên bản với dòng Sonato này. Thì em sẽ cập nhật lần lượt nhé. Với sẽ chia ra là máy xăng và máy dầu. Thì đầu tiên em sẽ cập nhật là Sorento phiên bản máy xăng trước. Phiên bản máy xăng sẽ có dung tích động cơ là 2.5, phiên bản máy dầu sẽ có dung tích động cơ là 2.2. Sorento và Hyundai Santa Fe sử dụng cùng chung một hệ thống động cơ các bạn nhé. Với máy xăng là động cơ Smart Trim 2.5, với máy dầu sẽ là 2.2 các bạn ạ. Với Sorento mình cập nhật đầu tiên đó là Kia Sorento bản Luxury 2.5 bản Luxury máy xăng với mức giá là 1.099.000 các bạn ạ. Thì với bản này thì bên Sorento bản Luxury này đang khuyến mại rất là nhiều, 100.000.000 dành cho các bạn với Sorento luôn trong cái chương trình của tháng lâu này. Quý chị các bạn ạ, chúng ta được giảm luôn 100.000.000, tức là giá là 1.099.000 thì các bạn được giảm 100.000.000, có nghĩa là giá xe chỉ còn là 999.000. Thứ hai là Kia Sorento bản máy xăng 2.5, bản trên của phiên bản Luxury là sẽ là phiên bản Premium. Bản Premium này thì có mức giá niêm yết là 1.179.000. Thì với phiên bản này các bạn đang được giảm là 37.000.000 tiền mặt. Quý chị các bạn ạ, 37.000.000 tiền mặt nhé. Đó, tiếp theo là Sorento bản Signature là bản cao nhất của phiên bản máy xăng. Signature này chúng ta sẽ chia làm phiên bản 7 chỗ và phiên bản 6 chỗ. Thì đầu tiên mình cập nhật là phiên bản 7 chỗ với mức giá niêm yết là 1.279.000. Thì với phiên bản này các bạn đang được giảm trực tiếp là 47.000.000 tiền mặt. Và thứ tiếp theo là Signature cũng là bản cao nhất của máy xăng nhưng mà bản 6 chỗ. Thì với phiên bản này sẽ có mức giá niêm yết là 1.299.000. Thì với phiên bản này nhà máy cũng đang khuyến mại giảm giá là 47.000.000 tiền mặt. Có lẽ là bản Signature này cả 6 chỗ và 7 chỗ thì chúng ta đều được giảm là 47.000.000 tiền mặt quý anh chị các bạn ạ. Đó là về Sorento này. Tiếp theo cũng là Sorento nhưng mà phiên bản máy dầu. Theo mình được biết thì máy dầu của Sorento và Santa Fe thì được khách hàng ưa chuộng và lấy nhiều hơn quý anh chị các bạn ạ. Mình sẽ cập nhật đầu tiên nhé. Sorento bản máy dầu 2.2 bản Deluxe với mức giá là 1.079.000.000. 1.079.000.000 các bạn nhé. Thì với phiên bản này, bản Deluxe này chúng ta đang được giảm giá là 80.000.000 tiền mặt các bạn ạ. 80.000.000 tiền mặt. Đó. Trên phiên bản Deluxe là bản Luxury của Sorento máy dầu thì với mức giá là 1.179.000.000. Thì với phiên bản này chúng ta đang được giảm là 65.000.000 tiền mặt quý anh chị các bạn ạ. 65.000.000 nhé. Với bản Luxury, trên phiên bản Luxury của phiên bản máy dầu này sẽ là bản Premium. Premium này mức giá nhà máy công bố là 1.279.000 thì chúng ta cũng được giảm là 65.000.000 tiền mặt, cũng ngang với cả phiên bản Luxury. Bản Premium cũng được giảm là 65.000.000 tiền mặt. Và cuối cùng là bản Signature của máy dầu, bản 6 chỗ và 7 chỗ thì đều có chung một mức giá là 1.349.000 và đều có chung chương trình khuyến mại là được giảm 60.000.000 tiền mặt quý chị các bạn ạ. Đó, đó là về Kia Sorento quý chị các bạn nhé. Mức giá của cái dòng xe hạng D này thì về cơ bản mình thấy hai phiên bản tiêu chuẩn hay còn gọi là phiên bản thấp nhất ấy thì đang được giảm rất là nhiều. Bản xăng thì được giảm 100.000.000, bản dầu thì được giảm 80.000.000. Thì chương trình khuyến mại trong tháng ngâu này cùng với Kia Sorento thì mình cũng nghĩ là cũng rất là ổn. Và trên đó là cái phần cập nhật giá mới nhất mà Top KVN đưa quý chị các bạn vào một showroom của bên Kia để anh chị chúng ta có thể là tham khảo, có thể là tìm hiểu, được có thể là cân đối với cái dòng tiền, cái tầm tiền, cái vấn đề tài chính mà anh chị chúng ta đang băn khoăn, đang muốn bỏ ra, xem là cái số tiền của các bạn bỏ ra thì nó hợp với cái dòng xe nào của bên Kia. Nếu anh chị nào cũng các bạn mà chúng ta muốn tìm hiểu kỹ hơn thì mời quý chị các bạn chúng ta có thể là liên hệ trực tiếp với số line ngay bên dưới góc trái màn hình này để là có thể đặt lịch chúng ta có thể là tham khảo xe trực tiếp với cái chiếc xe mà đang trong cái tầm tiền, dòng tiền mà anh chị chúng ta đang định bỏ ra. Và trên đó là phần cập nhật giá mới nhất của Top KVN dành cho các bạn về cái giá bên hãng thương hiệu Kia này. Những anh chị nào, khách hàng nào chúng ta đang băn khoăn, chúng ta đang lăn tăn về vấn đề gì thì hãy liên hệ trực tiếp với số line ngay bên dưới góc trái màn hình này. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị các bạn trong những video lần sau của Top K. Hy vọng rằng thông qua video này các bạn có thể lựa chọn một cái chiếc xe hợp lý cho chính bản thân mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Top KVN.